Giờ này em vừa hoàn thành một cặp. Thì đây là một con Komatsu và một con TD33. Con này TD33 đã lên lửa nha. Thì con Komatsu này lên đến 38 ly nha mấy bác nha. Máy rất là bự và đặc biệt có xả có trợ lực luôn. Máy rất là êm. Máy bao êm. Komatsu nha. Đây công tắc đây nha. Và đặc biệt dòng này rất là bền. Mọi người coi cần kiếp này. Đẹp tuyệt vời luôn. Cái bao da đây còn luôn nha. Đấy, bao da này Komatsu rất là đẹp. 317. Đấy. Bao đẹp luôn. Rồi ok. Thì con này máy rin test đẹp luôn nha. Bao rin, xài rin của nó xài chế OneRo. Đây OneRo. Rin của nó xài chế OneRo nha. Đặc biệt vời. Chế OneRo 2 kim. Đây mọi người coi chữ OneRo này. Đấy, đấy nha. À. Thấy không ta? Đó, nằm ngoài nắng nha. À, đó có chữ OneRo. Xài chế OneRo 2 kim. Và ốc ếch là còn rất là đẹp. Bao da đẹp, cái gì cũng đẹp. Đấy. Bao đẹp luôn. Nguyên tai nguyên kiện. Về vô xăng nổ luôn á. Rồi ok. Con này đang bán 2,4 triệu nha. Rồi kế đến em test luôn con TD33 này cho một bạn ở Gia Lai nha. Thì con này đẻ từ sáng nha. Nó phải bơm xăng. Đây. Bùng nổ luôn rồi. Rồi gạt le về. TD nha. Đặc tuyệt vời luôn. Hai con. Thì con này bán rồi thì em không nói đến. Thì anh nào mua được con này thì em bán cho. Rất là đẹp. Mọi người coi. Ốc ếch. Còn tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Một con Komatsu. Komatsu nha. Rin đét đẹp luôn. Rồi ok, 2,4 triệu nha. Anh nào mua được em bán cho. Còn Komatsu đẹp tuyệt vời.